Hello, xin chào các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy huy hiệu Pumpkin Festival và một trong quả cầu của sự kiện Luau. Để lấy huy hiệu này, các bạn chỉ cần đi tìm và sử dụng hình thái Halloween ẩn. Bây giờ các bạn hãy đi theo mình để tìm và sử dụng hình thái Halloween ẩn nha. Toàn bộ nội dung trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.